cơ đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam. Kính thưa bà Mandit O'Brien, đại diện cho Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý. Hôm nay thì Quốc hội khóa 13 thảo luận tại hội trường về sửa đổi luật đất đai. Thế và cũng như rất nhiều luật khác thì các luật của Quốc hội hiện nay thảo luận và ban hành đều có nội dung về bình đẳng giới. Luật sửa đổi đất đai thì cũng vậy. Thế và chúng tôi trong quá trình thảo luận, chúng tôi thấy có vấn đề liên quan trực tiếp, tuy là vấn đề cụ thể nhưng mà liên quan trực tiếp đến vấn đề bình đẳng giới. Đó là vấn đề xác định cái quyền sở hữu, hay là quyền, nói chính xác là quyền sử dụng đất đối với lại vợ hoặc chồng. Và báo cáo chị Bình là qua một cái điều tra ấy, thì là cái tỷ lệ mà đứng tên cả hai vợ chồng ấy, trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng ta là thấp, và miền Nam ấy thì thấp hơn là miền Bắc. Thế thì cũng có người nói đùa rằng là như vậy là anh em miền Bắc là sợ vợ hơn là miền Nam. Nhưng mà chúng tôi cho rằng đấy là một cái cơ sở quan trọng của cái thực hiện quyền bình đẳng giới. Và ngày mai thì chúng ta kỷ niệm là ngành giáo Việt Nam. Chúng tôi cũng biết rằng là rất nhiều cô giáo của chúng ta, mặc dù là những người có trình độ, có học vấn và trong một cái điều kiện công tác có thu nhập ổn định, tức là cũng có thể là có một cuộc sống độc lập tương đối, nhưng mà vẫn là nạn nhân của cái bạo lực giới, bạo lực gia đình. Có cô giáo đó từng bị chồng tuyên bố là nếu mà bỏ nhau ấy là cô ra khỏi nhà trắng tay, không có gì đâu. Bởi vì đất đứng tên tôi, nhà đứng tên tôi. Cho nên là mặc dù hôm nay là Quốc hội thảo luận, nhưng mà được chị Bình mời thì tôi vẫn xin phép đến dự cái tọa đàm. Bởi vì tôi cho đây là một cái hoạt động là rất có ý nghĩa. Trước tiên, cho phép tôi được thay mặt Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các đại biểu tham gia tọa đàm và khán giả truyền hình. Nhân đây cũng cho phép tôi được cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Đài truyền hình Việt Nam đã có sáng kiến trong việc phối hợp tổ chức tọa đàm vai trò của nam giới trong phòng chống bạo lực gia đình. Và theo cái chủ đề ở trên cái tọa đàm của chúng ta thì tôi thấy rất là hay, đó là phòng chống bạo lực gia đình không thể thành công nếu không có sự tham gia của nam giới. Bởi vì suy cho cùng với nam giới nhiều trường hợp thì vừa là thủ phạm nhưng mà cũng là nguyên nhân của các cái vụ bạo lực giới, bạo lực gia đình. Đây là một hoạt động có nhiều ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Ngày Liên Hợp Quốc về xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ ngày 25 tháng 11 hàng năm. Kính thưa các vị đại biểu, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình là một trong những vấn đề được toàn thể xã hội quan tâm.